Chiều nay tại Phủ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp nhận quốc thư của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Phần Lan và Đại công quốc Luxembourg. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ, Bruno Angele. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức, Klaus Wunderlich. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan, Kimmo Ladevita. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại công quốc Luxembourg, Martin đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt hoan nghênh các đại sứ đến Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam mong muốn mở rộng đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện với các nước cũng như trong các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi nước. Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để các vị đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Việt Nam. Tiếp đại sứ Vương quốc Bỉ, Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng về quan hệ song phương giữa hai nước, cảm ơn Bỉ đã dành viện trợ chính thức phát triển ODA cho Việt Nam và đã tích cực ủng hộ Việt Nam trong quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu. Chủ tịch nước cho biết các cơ quan Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm của Thái tử kế vị Vương quốc Bỉ đến Việt Nam. Hiện nay không gian hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Chủ tịch nước bày tỏ hy vọng chuyến thăm sắp tới của Thái tử sẽ đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, nhất là hợp tác trong hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cảng biển. Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức Klaus Wunderlich đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, nhấn mạnh đây là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác. Đại sứ cảm ơn sự phối hợp của Việt Nam trong việc chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của bà Thủ tướng Angela Merkel, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước chắc chắn sẽ mang một tầm cao mới sau chuyến thăm của Thủ tướng Angela Merkel. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhất trí với ý kiến của Ngài Đại sứ và mong muốn hai nước không chỉ tăng cường hợp tác song phương mà cần tích cực góp phần đẩy mạnh hợp tác giữa ASEAN và EU. Trao đổi với Đại sứ Cộng hòa Phần Lan, Chủ tịch nước cảm ơn sự giúp đỡ ủng hộ quý báu của Phần Lan suốt giai đoạn chiến tranh cho đến ngày hôm nay. Đại sứ Phần Lan Kimmo Ladevita bày tỏ vinh dự được cử làm đại sứ tại Việt Nam và khẳng định thời điểm hiện tại rất phù hợp để đưa quan hệ hai nước lên một bình diện mới, đặc biệt là thương mại và đầu tư. Trong nhiệm kỳ của mình, đại sứ hứa sẽ tích cực giới thiệu môi trường đầu tư của Việt Nam với các doanh nghiệp Phần Lan, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học, giáo dục. Tiếp đại sứ Luxembourg, Chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác kinh tế thương mại giữa Luxembourg với Việt Nam. Cho đến nay, giữa hai nước có một chiều dài hợp tác rất tốt đẹp. Chủ tịch nước cảm ơn Luxembourg đã duy trì đều đặn nguồn ODA đối với Việt Nam và khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối tin cậy để Luxembourg tăng cường quan hệ với ASEAN.